Dạ em xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Vườn Nho Thiện Minh, cũng như là tất cả cô chú anh chị yêu thích cây nho, đam mê cây nho nha. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị về cách mình nhận biết cái cây nó bị thiếu phân, thừa phân, hoặc là những cái cây mà bị cháy rễ do phân nhiều. Thì hôm nay em sẽ quay thực tế những cái cây ở vườn em. Thì nói chung là anh chị mình trồng thì cũng phải có lúc nó cũng phải có bị vấn đề rủi ro, không thể nào mà anh chị mình chăm mà nó tuyệt đối được hết. Cây cối mà con người mình nó còn có khi khỏe khi bệnh mà anh chị. Cây cối thì anh chị mình chăm thì nó cũng phải có sâu bệnh. Quan trọng là anh chị mình biết cách xử lý thì nó cây nho mình nó sẽ sống lâu nha. Đặc biệt là anh chị mình trồng nho thì mình trồng đất, ngoài đất nó sẽ sống lâu hơn và cái tuổi thọ nó sẽ cao hơn cho những cây mà trồng trên chậu. Những cây trồng trên chậu thường nó rất là dễ bị úng rễ, hoặc là cái rễ của nó khả năng cái phát triển của rễ nó bị giới hạn nên nó không có phát triển tốt bằng những cây ở trồng ngoài đất được. Và trồng ngoài đất cũng có một cái điểm nó hạn chế, đó là cô chú anh chị mình nếu mình trồng những cái chỗ mà ẩm thấp nè, những cái chỗ mà nước nhiều, nước nó thoát đất không thoát nước tốt nè, những cái chỗ mà có bóng cây to thì cây nó cũng không phát triển tốt được và cây nó dễ bị sâu bệnh, dễ bị nấm bệnh và nó cái tuổi thọ cây nó cũng không cao nha. Cho nên là nói về cái tuổi thọ cây nho thì cái tuổi thọ cây nho nếu mà điều kiện phát triển tốt, không bị sâu bệnh thì tuổi thọ trên 10 năm là chuyện bình thường nha cô chú anh chị. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị mình nhận biết cái cây nho nó như thế nào, đủ phân, dư phân, hoặc là những cái cây nó đang bị bệnh, có biểu hiện nó bị bệnh, sâu bệnh như thế nào để cô chú anh chị mình để cô chú anh chị mình biết mình phòng ngừa để cho cây nho mà nó phát triển tốt thì nó cho trái được tốt nha cô chú anh chị. Dạ em xin mời cô chú anh chị mình cùng theo dõi cái video em chia sẻ nha. Dạ đây anh chị, đây là cây nho kẹo nha. Cái ngọn này đang đủ phân nè, cây đang đi rất là tốt nè cô chú anh chị. Đây, cây đang phát triển ngọn rất là tốt. Cái này em trồng chậu nha cô chú anh chị. Cái này em đang trồng chậu. Thì đây đây anh cho anh chị mình xem này, cái rễ của nó nè. Anh chị thấy rễ của nó không? Đây, mình xới đất lên một xíu là mình sẽ thấy rễ ở dưới liền. Đó anh chị mình sẽ đó thấy rễ liền. Cái cây mình nó có nhiều rễ non, nó có nhiều rễ non thì nó sẽ phát triển tốt nha cô chú anh chị. Cây nho mà đang có nhiều rễ non, cây đang phát triển rễ mạnh thì cái ngọn nó sẽ tốt nè, đủ phân nè cô chú anh chị. Đây cái lá nó đủ phân nè, lá này đủ phân bình thường. Thì cái này cô chú anh chị nếu cây đang như thế này, cô chú anh chị mình cứ duy trì cái chế độ phân bón như bình thường, không có vấn đề gì. Hoặc anh chị có thể giảm nhẹ phân là chút xíu thì để coi xem cây nó có bị đứng ngọn hay không. Nếu cây đứng ngọn thì anh chị mình sẽ tăng nhẹ phân lên đó. Thường thì em trồng chậu này tầm một tuần em bón một lần nha cô chú anh chị. Thì cây đây em nuôi bầu nè, thực tế em quay ở vườn em luôn, thì những cái rau này anh chị mình ngắt bỏ giúp em nha. Cây này em nuôi bầu nè, đây em trồng trên bầu nè, cái bầu này chắc cũng 30, thì cây đang phát triển rất là tốt. Cái này là khoảng một tuần em bón phân một lần. Thì còn những cái cây đây, còn cái ngọn của nó, ví dụ cái ngọn như thế này, cái ngọn bắt đầu nó đứng nhẹ lại nè cô chú anh chị nhìn cái ngọn nó đứng nhẹ lại nè. Thì cái biểu hiện của cái ngọn như thế này thì chắc chắn ở dưới cái phần dưới nó sẽ bị, một là thiếu phân, hai là cái bộ rễ đang có vấn đề. Thì cô chú anh chị bón thêm phân, tăng nhẹ liều phân một chút xíu. Nếu cây nó đi ngọn tốt bình thường thì không sao. Nếu mà cây nó không phát triển thì anh chị mình nên 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 xem cái bộ rễ ở phía dưới như thế nào. Và đặc biệt có những cái trường hợp cái ngọn như thế này nó bị nhỏ lại như thế này cũng có thể do bọ rỉ. Thì cô chú anh chị mình có thể phun ngừa bọ rỉ giúp em nha. Cái mùa nắng này là bọ rỉ rất là nhiều luôn. Bọ rỉ thì nó li ti ở ngọn, anh chị mình nó rất là khó nhìn nha. Mà khi mà anh chị mình đã nhìn thấy con bọ rỉ ở ngọn rồi thì nó khá là nhiều, nó đeo cây nho nó hút rất là nhiều. Ví dụ như ngọn nó chỉ bị một con hoặc hai con thôi là nó hút cái ngọn mình đã đứng lại rồi, còn anh chị mình để nó lây lan nhiều quá thì nó sẽ hỏng cái ngọn, hư hỏng cái ngọn này luôn, teo cái ngọn này luôn, cây mà nó chưa lên vàng á. Cố gắng anh chị mình cố gắng mình xử lý cái phần này cho tốt. Giống như mấy ngọn này nè, nó bị thiếu thiếu dinh dưỡng nè, không phát triển được nè. Một là thiếu dinh dưỡng, hai là nó sẽ bị cái phần rễ nó có vấn đề ở rễ, rễ nó không ra được. Thì cô chú anh chị phải kiểm tra phần rễ giúp em nha, xem cái rễ mà nó có phát triển tốt hay không. Thì anh chị có thể kích rễ lại nè, hoặc là anh chị mình có thể xử lý đất lại tùy theo cái cây của anh chị mình, cái bộ rễ nó như thế nào.
Đây là cây nho ngón tay nè, cái ngọn này nó có bọ trĩ rồi nè, em nhìn thấy được nhưng không có quay cho anh chị mình thấy được, tại cái con bọ trĩ nó quá nhỏ, anh chị mình phải tỏ mắt dữ lắm anh chị mình mới thấy được đó. Nó nhỏ, nó bò nhanh nhanh ở trên cái ngọn á. Cây này cũng bị mấy con nè, cái ngọn này nó cũng đang đứng lại nè, nó nhỏ lại nè, nó bị bọ trĩ. Em không có quay được cái con bọ trĩ cho anh chị mình xem trên cái camera này đâu. Em thấy nó nè mà em quay lên chắc không thấy quá. Em quay lên chắc không thấy được quá. Tại vì nó cũng vàng vàng, nó tẹp tẹp với cái ngọn nè. Cho nên là mình không có quay được. Đó anh chị thấy nó nhỏ 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 đó, nhỏ xíu đó, bò tới đó. Nó trốn mất rồi. Cây này cũng phải 4-5 con. Ở dưới lá này cũng có một con nữa nên là bộ trĩ, đặc biệt là những cái dòng mà như ngón tay đen, ngón tay đỏ là những cái dòng, cái ngọn nó, cái lá nó mỏng mỏng nè, cái ngọn đỏ đỏ nè, ngọn đỏ lá mỏng nè, những cái dòng này là nó dễ, rất là dễ bị bộ trĩ. Ví dụ như mà vườn anh chị mình dòng chung vừa ngón tay vừa kẹo bay ly thì theo thứ tự nha, bộ trĩ nó sẽ ăn ngón tay trước nè, xong mới tới kẹo tới bay ly nha. Em không cách nào em quay được nó luôn á. Chung bộ trĩ này thì em nhiều anh chị mình có kinh nghiệm mình xem được, còn còn nếu không có kinh nghiệm thì anh chị mình cứ phun ngừa đi cho chắc. Dạ. Cái ngọn này bắt đầu nó teo lại rồi nè, nó bị bộ trĩ nó bám ngọn nè, ngọn nó không phát triển được, nó không có mọc được. Còn cái ngọn bên này nó đẹp hơn nè cô chú anh chị này, cái ngọn bên này nó to hơn nè. Ngọn này cũng bắt đầu có bộ trĩ nè, đây bộ trĩ nè. Em cũng phun thường lắm á, nhưng mà nó bò chỉ mùa này nó nhiều quá anh chị. Chị thấy nó bò không trên lá đó, chị thấy nó em không cách nào quay rõ được nó đâu. Bò mất tiêu rồi. Những cái ngọn này đang phát triển tốt nhưng mà nó gặp bò trĩ nè, nó bò trĩ nó bám cái ngọn, bắt đầu cái ngọn nó sẽ đứng lại nè. Cái là khi anh chị đã thấy được cái con bọ trĩ nó sẽ nhiều rồi nha anh chị, một ngọn như vậy nếu mà anh chị thấy thì nó cũng tầm 4-5 con rồi, thì nó bám cái ngọn mà chị không có nổi đâu. Mà khi mà anh chị đã phát hiện mình chị mà tìm được thấy được con bọ trĩ ở ngọn rồi là cái ngọn đó còn một cách nữa để mà phát hiện bọ trĩ, anh chị lấy cái ngọn này nè, anh chị cái điện thoại của anh chị á, màn hình điện thoại tay đây, cái điện thoại kia không có cầm ra, thì anh chị đập 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 lên cái ngọn nè, lấy đập nhẹ 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 lên cái màn hình điện thoại, anh chị tắt màn hình đi, cái nó màn hình nó đen thui luôn đó anh chị, mình sẽ thấy đó, con bọ trĩ nó sẽ rớt rớt xuống cái màn hình điện thoại, nó sẽ trắng trắng như con gào vậy đó, thì anh chị mình thấy nó bò 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 anh chị thấy, chứ còn ở trên ngọn này anh chị mình khó khó nhìn lắm nha. Anh chị mình lấy điện thoại, anh chị mình tắt màn điện thoại đi, tắt màn hình đi, nó không có hết đầu sáng đi, không có đầu không có sáng nữa, anh chị mình lấy cái gọn này anh chị gõ gõ nhẹ nhẹ lên cho nó rớt cái con bọ trĩ xuống, nó có con chị bọ trĩ thì nó rớt xuống màn hình điện thoại, anh chị mình xem mình kiểm tra xem nó có bị bọ trĩ hay không. Dạ. Mà nếu mà nó rớt xuống màn hình điện thoại là gì, nó đã nhiều lắm rồi đó, nó 4-5 con rồi đó chứ không phải là ít đâu. Dạ. Dạ, còn đây, đây cây này cũng đang phát triển nhưng mà cây này có biểu hiện đứng lại nè. Thì em kiểm tra thông qua cây này, em kiểm tra từ trên xuống dưới thì cây này đang bị một cái loại gọi là rẹp vẫy nha cô chú anh chị. Rẹp vẫy thì nó sẽ xếp thành giống như cái vảy cá ở trên thân nè. Để em quay cho zoom rõ cho chị mình xem đây, nó bám trên thân nè. Đó anh chị thấy không nè, anh chị lấy cái tay anh chị khải nó ra nè, đó nó ra thành từ những cái vảy nè, như cái vảy cá vậy đó, đây kêu là vảy nha. Thì cái loại này cũng rất là lợi hại nha, loại này nó đeo vào cái cây thì nó là sẽ làm si cây nha, là cây mình lâu ngày nó không đi ngọn được, nó hút hết nhựa thì cây mình lâu ngày nó không đi ngọn được thì nó sẽ bị ngủm, đứng ngọn lại si cây và bị ngủm. Loại này thì cũng khá là nhiều luôn á, rất nhiều anh chị bị mà anh chị mình không có biết.
làm cho nó loại này nếu anh chị mình xài thì mua bên to nha vô chú anh chị, hoặc anh chị mình có cái nhãn hiệu thuốc nào mà nó hay hơn thì anh chị có thể lại bên dưới comment giúp em nha. Ở đây thì thường em dùng mua bên to sẽ phun cho cả cây luôn, phun cho nó ướt cái thân này và phun cả cây luôn để cho cái này bò cái con rượt vảy này nó bị chết, cho cái con phun cho con rượt vảy này nó nhả ra để cây mình nó phát triển lại bình thường nha cô chú anh chị. Thường thì mình phun vài lần, ba bốn là ba tới bốn lần, thường em phun phun xong thì 3 ngày sau em phun lại, thì khoảng 1 tuần sau em phun lại lần nữa, thì em thường phun liên tục như vậy để cho cái cây nó cho con đẹp vậy nó nhả ra, nó không có lại đeo bên cây nữa, thì cây mình sẽ phát triển tốt cái ngọn lại bình thường nha cô chú anh chị. Thì cây mà khi có đẹp vậy nó đeo vào nó sẽ đứng ngọn liền, cái ngọn nó bắt đầu nó nhỏ lại liền, nó teo lại liền, nó đứng lại nó không phát triển nhanh mạnh nữa. Dạ còn đây đây hiện giờ em đang quay là thời tiết bây giờ là khoảng 10 giờ thì bắt đầu nắng lên, thì cái lá nó sẽ hơi héo nhẹ xuống nè, đây hơi héo nhẹ xuống nè cô chú anh chị, thì do cây này là em đang bón phân, nó cũng còn non phân thì cái lá sẽ hơi héo nhẹ xíu, trong khi đó là đất mình vẫn còn ẩm ướt nha cô chú anh chị, đất còn ẩm nha, đó đất vẫn còn ẩm nè. À, cái rễ đó nè anh chị, đây, nhỏ cái bụi cỏ này ra đi, đây cái rễ nè, cây vẫn đang rễ đang rất là tốt nha. À, mới vừa đụng đụng mới thấy rễ rồi nè, à, rễ nè, rễ nè anh chị. Thì nếu mà anh chị mà gặp cái trường hợp mà nó héo nhẹ như thế này thì cái này chút xíu nữa chắc nó héo hơn xíu nữa thì anh chị có thể tưới lên cho nó ướt lá để cho nó đủ nước cái lá nó tươi lại, tại vì do chỗ em là hai hôm hôm qua hôm hôm qua hôm kia với hôm qua với hôm kia là có mưa, mưa nhẹ nhẹ thôi thì nó cũng hơi non cái ngọn nè, cho nên là cái ngọn nó sẽ bị héo nhẹ, thì anh chị mình la tưới nước lên cho nó tươi ngọn lại là không sao hết nha. Còn trường hợp nếu mà nó héo nhẹ nhẹ thì không sao, nếu nó héo nữa thì anh chị mình có thể tưới nước lên thêm lên ngọn cho nó tươi cái ngọn lại, để không nó sẽ bị cháy cái ngọn, nó dễ bị cháy cái ngọn nha. Nếu nắng quá anh chị mình không có tưới thì nó cháy ngọn, nếu lỡ cháy thì cũng không sao, nó sẽ lên ngọn khác thôi, không có gì hết, chỉ là nhìn cái cây nó không được đẹp thôi nha anh chị. Cây em là đang bữa em vô phân này cách nay khoảng 4 ngày rồi, gặp thời tiết đang mưa nữa, mưa nhẹ nhẹ nữa không có nắng đó, rồi cái hôm nay nắng gắt lại nó gặp cái trường hợp này bị la cái lá nó héo nhẹ nè, thì cái này đi không sao hết nha anh chị. Cây mà nó bị dư phân nhẹ cái lá nó sẽ hơi cụp cụp xuống nha cô chú anh chị, nó mo mo giống như cái này nó giữa nó hơi cao nè, ở xung quanh nó sẽ mo mo nó cụp cụp xuống, lúc đó là sẽ bị dư phân nhẹ, thì cô chú anh chị mình cần giảm cái lượng phân lại, mình ngưng phân trong khoảng 1 tuần đi, rồi mà mình bón cái lượng phân với lượng phân ít hơn cái lúc mà mình bón so với lúc trước mình bón nha, để cho đảm bảo cho cái cây nó phát triển trở lại bình thường. Nếu mà dư phân nhẹ như vậy mà anh chị mình cứ bón nhiều vào thì nó sẽ bị hỏng rễ nha cô chú anh chị. Dạ về cái phần đất trồng thì cô chú anh chị mình đừng có để cái đất mà nó dẻ cái lớp mặt vậy nè, anh chị mình tưới nước rồi một phần nó sẽ không có xuống được, và nó sẽ bị mít nước, nó không có thoáng, nó thoáng đất đó, nó dễ bị úng rễ lắm nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình thường xuyên mình xới lên cho nó xốp như thế này nè, đó anh chị mình cái lớp mặt mình xới nó xốp lên giống vậy nè, ví dụ mình lỡ cái đứt 1 2 cọng rễ thì không sao hết, cây nó sẽ ra rễ mới, lâu lâu thì anh chị mình nhớ xới xới lên cho nó xốp giống vậy nè, đó này em thì dọn cỏ luôn nè cho nó xới cho nó xốp luôn nè, thì để cho nó thoáng, đảm bảo thoát nước tốt cho cây nha. Trồng chậu cũng vậy, trồng đất cũng vậy, anh chị mình phải xới lên cho nó thoáng đất, anh chị mình đừng có để nó dẻo dẻo như thế này nè thì nó sẽ không có tốt cho cây nha. Dạ thì em vừa chia sẻ cho cô chú anh chị mình những cái vấn đề mà thường gặp, những cái sâu bệnh mà thường gặp mà khi mà trong cái mùa này nha, mùa đang mùa nắng nha cô chú anh chị, thì cây nho mình trồng trong từ cái lúc mà nó lên vàng, từ cái lúc mà nó anh chị mới trồng cho tới lúc mà nó lên vàng, cũng như là những cây trên vàng luôn, thì nó cũng có những cái biểu hiện gần giống như nhau, thì em có quay chia sẻ cho cô chú anh chị mình để cô chú anh chị mình biết phòng cái sâu bệnh cho cái cây nho để cây nho nó phát triển tốt. Và hôm sau thì em sẽ chia sẻ thêm những cái vấn đề về nấm bệnh rồi trong cái mùa mưa này, thì hiện tại thì em những cây có những cái biểu hiện như thế này thì em sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem thôi, tại vì sâu bệnh thì nó có mình mới quay thực tế thì anh chị mình sẽ nhìn nó dễ hơn nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những cái video tiếp theo. Dạ cô chú anh chị mình có nhu cầu mua cây nho giống thì liên hệ cho em nha. Rồi em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị luôn theo dõi và ủng hộ kênh em.